Sau cảnh báo của WHO vào ngày 26 tháng 11, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu ECDC cảnh báo nguy cơ từ cao đến rất cao biến chủng Omicron của virus SARS-CoV-2 sẽ lan rộng ra khu vực châu Âu. ECDC cũng lo ngại khả năng các vaccine hiện tại sẽ không có tác dụng. Dù vậy, cơ quan này cũng nhận định hiện vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn về khả năng lây nhiễm, nguy cơ tái nhiễm tác động đến hiệu quả vaccine cũng như các đặc tính khác của biến chủng mới này. Biến thể Omicron lần đầu được phát hiện tại Nam Phi và xuất hiện tại Israel, Botswana, Mỹ và Hồng Kông, Trung Quốc. ECDC cũng đã kêu gọi các nước cần phải tiến hành phân tích chuỗi gen và truy vết các ca nhiễm biến thể mới, đồng thời hối thúc người dân tránh du lịch đến các khu vực bị ảnh hưởng. Trong cuộc họp khẩn vào ngày 26 tháng 11, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đặt lại tên cho biến thể mới B11529 của virus SARS-CoV-2 là Omicron, đồng thời tuyên bố đây là biến thể đáng quan ngại. Tuyên bố của WHO cũng nêu rõ dựa trên những bằng chứng cho thấy có sự thay đổi bất lợi trong dịch tễ học về dịch COVID-19. WHO coi B11529 là biến thể đáng quan ngại và đặt tên là Omicron. Cũng theo WHO, các công cụ phát hiện virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR hiện tại có thể phát hiện ra biến thể này. Mỹ sẽ hạn chế đi lại từ Nam Phi và 7 quốc gia khác châu Phi từ thứ hai tuần tới nhằm kiểm soát sự lây lan của biến thể mới Omicron. Lệnh cấm được ban hành chỉ sau 3 tuần Mỹ mở cửa đón du khách trở lại. Giới chức cấp cao Mỹ cho biết chính sách này đang được thực hiện trong tình trạng hết sức thận trọng do mức độ nguy hiểm của biến thể mới. Chính quyền sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho người dân nước Mỹ và đánh bại đại dịch. Tuy nhiên, các hạn chế đi lại mới sẽ không áp dụng cho công dân Mỹ và thường trú nhân bất hợp pháp. Ngoài ra, Mỹ cùng nhiều quốc gia ở khu vực châu Âu và châu Á cũng đã ban hành lệnh cấm đi lại đến Nam Phi và những nơi từng ghi nhận số ca nhiễm biến thể Omicron. Trong một phản ứng mới nhất, Bộ Y tế Nam Phi cho rằng việc các nước áp lệnh cấm đi lại đến Nam Phi là điều không hợp lý và vi phạm các quy tắc, tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Liên minh châu Âu vào ngày 26 tháng 11 cho biết từ năm 2022, EU sẽ chấm dứt cơ chế xuất khẩu vaccine phòng COVID-19 được ban hành hồi đầu năm. Theo đó, các nhà sản xuất vaccine ở trong EU sẽ không được xin phép xuất khẩu vaccine ra ngoài khối. Tuy nhiên, EU vẫn sẽ đảm bảo tính minh bạch trong việc xuất khẩu vaccine thông qua một cơ chế giám sát mới đang được xây dựng. EU hiện là nhà cung cấp vaccine COVID-19 lớn nhất thế giới, với hơn 1,3 tỷ liều đã được xuất khẩu từ tháng 12 năm 2020 đến nay cho hơn 150 quốc gia, trong đó có khoảng 1 tỷ liều theo cơ chế ủy quyền xuất khẩu. Tổng số lượng vaccine xuất khẩu của EU chiếm hơn một nửa lượng sản xuất ở trong khối. Sau cuộc họp của Ủy ban Liên ngành Chính phủ Nga-Hungary về hợp tác kinh tế tại cuộc họp báo trong ngày 26 tháng 11, Bộ trưởng Ngoại giao Peter Sakrasto cho biết Hungary sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán về việc triển khai sản xuất vaccine của Nga và sử dụng vaccine Sputnik V ngừa COVID-19 với các đối tác Nga vào ngày 29 tháng 11 tới đây. Đây cũng là việc làm cần thiết trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Trong 24 giờ qua, Hungary đã ghi nhận gần 12.000 trường hợp lây nhiễm mới và khoảng 160 ca tử vong vì COVID-19. Trước đó, thì Hungary là quốc gia thành viên EU đầu tiên phê duyệt vaccine ngừa COVID-19 của Nga Sputnik V vào ngày 21 tháng 1 năm 2021. Và với động thái mới này, Hungary cũng là quốc gia đầu tiên ở khu vực châu Âu triển khai sản xuất vaccine của Nga. Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong buổi sáng ngày hôm nay, ngày 27 tháng 11 năm 2021 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, ngày hôm nay Hà Nội đã bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh lớp 9. Theo Sở Y tế Hà Nội cho biết, việc triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em lớp 9 sẽ được thực hiện tương tự với nhóm học sinh trong độ tuổi từ 15 đến 17 tuổi. Địa điểm tiêm là tại các trường học, với trẻ em đang đi học hoặc tại trạm y tế đối với trẻ em không đi học. Với trẻ mắc các bệnh bẩm sinh, bệnh tim phổi mãn tính, hệ thống tiêu hóa, tiết niệu máu, thì Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã sẽ cung cấp vaccine để bệnh viện tiêm cho trẻ. Sở Y tế cũng đã vừa phân bổ 137.000 liều vaccine Pfizer cho 30 quận, huyện, thị xã để thực hiện tiêm mũi 1 cho trẻ em trong độ tuổi 14 tuổi, tương đương khối lớp 9. Số vaccine này có thể sử dụng để tiêm mũi 1 cho trẻ em nằm trong khoảng từ 12 đến 17 tuổi chưa được tiêm phòng vaccine COVID-19 hoặc tiêm trả mũi 2 cho trẻ từ 15 đến 17 tuổi sau khi đã hết đối tượng tiêm mũi 1 trên địa bàn, đảm bảo khoảng cách giữa hai mũi ít nhất là 3 tuần. Những ngày gần đây, con số F0 ghi nhận tại thành phố Cần Thơ đều vượt 1.000 ca mỗi ngày, cho thấy dịch bệnh COVID-19 ở Cần Thơ đang tăng nóng và còn diễn biến phức tạp. Từ đầu mùa dịch đến nay, thành phố này đã có trên 22.300 ca. Hiện dịch tiếp tục bùng phát mạnh ở 5 quận của thành phố bao gồm Ninh Kiều, Ô Môn, Thốt Nốt, Bình Thủy và Cái Răng. Trong đó, số ca F0 được phát hiện khi đang cách ly tại nhà chiếm hơn 50%. Số ca mắc tăng cao đã gây quá tải cho hệ thống y tế Cần Thơ, nhất là ở tầng 1 đang vượt quá công suất 200 giường. Do vậy, thành phố đã kiến nghị Bộ Y tế hỗ trợ thêm trang thiết bị y tế và nhân lực để điều trị cho các F0.
Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố Hồ Chí Minh khẳng định thông tin lan truyền thành phố Hồ Chí Minh vào tình trạng khẩn trên mạng là tin giả. Thông tin giả có nội dung thông tin khẩn từ văn phòng chính phủ vừa họp xong với Bộ Quốc phòng mai ra thông báo thành phố Hồ Chí Minh vào tình trạng khẩn, siêu thị sẽ đóng cửa hết, siêu thị chuỗi lớn sẽ ký hợp đồng với quân đội để cung ứng lương thực cho dân. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hồ Chí Minh khẳng định hiện nay thành phố đang chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát các hiệu quả dịch Covid-19. Vì vậy các thông tin lan truyền trên hoàn toàn là bịa đặt, đề nghị khuyến cáo người dân tuyệt đối không được chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh, nghiêm chỉnh chấp hành các chỉ đạo, chủ trương, giải pháp của thành phố, đồng thời cập nhật nắm bắt các thông tin từ nguồn chính thống, không chia sẻ lan truyền các thông tin bịa đặt gây hoang mang dư luận. Thưa quý vị và các bạn, thống kê mới nhất cho thấy 3 ngày vừa qua số ca mắc ở thành phố Hồ Chí Minh liên tục tăng, đều ở ngưỡng trên 1.500 ca một ngày. Dù đã và đang có nhiều biện pháp nhưng số ca F0 ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang có chiều hướng gia tăng và dự kiến sẽ còn tăng lên trong những ngày tới đây. Và đây cũng chính là lý do khiến cho hệ thống y tế của thành phố, đặc biệt là tuyến cơ sở gần dân nhất tiếp tục bị rơi vào tình trạng quá tải, nhiều F0 không được hỗ trợ kịp thời. Phường 22 quận Bình Thạnh hiện có 500 bệnh nhân F0 đang điều trị tại nhà, trong khi nhân lực của trạm y tế phường chỉ có 5 người. Cùng lúc, họ phải xử lý công việc từ điều tra, truy vết, quản lý, test nhanh đến tham gia tiêm chủng, thăm khám và điều trị cho các F0. Nhân sự trạm y tế không thể nào mà đáp ứng nổi được cái nhu cầu của người dân là đòi là mình phải hàng ngày gọi điện thăm khám với số lượng đầu việc rất là nhiều khi nói thật chứ chỉ làm cái nhiệm vụ không nó là hết thời gian đấy, không còn thời gian để mà đi xuống từng nhà để mà thăm hỏi hay là thăm khám như trước đây á. Trước tình hình quá tải ở cơ sở, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường các giải pháp với mục tiêu tiếp cận sớm nhất F0 nhằm kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng, không để các ca bệnh trở nặng. Bên cạnh đó, những trang kết nối tư vấn cho bệnh nhân F0 cũng được lập nên. Thì tôi thành lập đất những cái đó bởi vì tôi thấy được những cái lỗ hổng mà chúng ta chưa từng có. Thật sự mà nói, cái sự quá tải của dịch bệnh đó đối với dân làm truyền nhiễm là hết sức bình thường, nhưng không ngờ là ngày nó ghê gớm như vậy, tất cả chúng ta cùng tàn lực vô nhưng vẫn không làm được, bởi vì chúng ta có những lúc quá cứng nhắc mà không nghe người bệnh, không tìm hiểu người bệnh thiếu cái gì, cần cái gì. Chúng tôi cũng đã có cái văn bản để chấn chỉnh những cái trường hợp mà không có đáp ứng được cái lời người dân gọi hoặc là các cái bệnh viện không tiếp nhận bệnh nhân thì được phản ánh, và chúng tôi sẽ đã tăng cường các cái ca kiếp trực đối với lại đường dây nóng cũng như củng cố lại cái đường dây nóng 1022 với sự tham gia cũng trên 200 bác sĩ và cũng tái thiết lập lại mạng lưới thầy thuốc đồng hành. Hiện nay thành phố có mấy giải pháp là tăng cường nhân lực cho lực lượng trạm y tế lưu động và trạm y tế phường xã, có những cơ chế chính sách để giúp cho lực lượng này để họ có thêm cái điều kiện để hoạt động. Việc thứ hai, cử thêm lực lượng quân y, dân quân trực cùng với lại nhân viên ở trạm y tế lưu động nhằm mọi điều kiện giúp cho F0 tiếp cận được trạm y tế một cách tốt nhất. Bên cạnh nỗ lực thực hiện các giải pháp hỗ trợ F0 kịp thời, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố cũng lưu ý, người dân nếu gặp khó khăn trong việc liên hệ với các trạm y tế địa phương thì nên chủ động liên hệ thêm các đơn vị khác như Tổng đài 115, Ủy ban nhân dân phường, Trung tâm y tế quận.